Xin chào mọi người, là Liễn Quỳnh đây, gặp nhau ở tập mới rồi, 292. Thì tập này kể cho mọi người nghe những câu chuyện tâm linh mà đa số là về duyên âm của những bạn từng trải qua chứng kiến, và có những người, có người thân trải qua chứng kiến gửi về cho mình. Mong muốn chung duy nhất là chia sẻ đến mọi người. Nếu các bạn thích tập truyện này, hãy cho mình một nút like, bấm đăng ký kênh, và mọi người có thể share cái tập này cho những người mà cùng sở thích nghe chuyện tâm linh hoặc là chủ đề duyên âm này. Thật sự mình biết rất nhiều bạn thích nghe chủ đề này luôn á, nhưng mà chủ đề này rất là nguy hiểm á nha. Và các bạn có thể gửi chuyện tâm linh cho mình tại đây qua Gmail hoặc là fanpage Facebook. Các bạn có thể tìm hiểu một số sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng mà có tác dụng được nhiều người tin dùng, mình để dưới phần mô tả ở dưới đây nè, mình cũng có sử dụng nữa. Thì giờ chúng ta chính thức vào chuyện nha. Câu chuyện đầu này á, là của chị Lâm gửi về cho mình. Thì những cái bạn mà nghe chuyện về người em trai chồng về thăm, hoặc là những cái chuyện chú chó tên Tô á, thì biết là câu chuyện của chị gửi về hết. Chị có một cái mối liên kết chặt chẽ với tâm linh. Mình nhớ không lầm chị gửi cũng 3, 4, có khi 5 câu chuyện về cho mình rồi đó. Chị nói nha, cái người mà trực tiếp trải qua câu chuyện ngày hôm nay không phải là chị đâu, mà là người em gái làm cùng công ty. Cái bé này á, chị sẽ gọi là bé Hiền. Thì cái tên có thể là không đúng, nhưng cái năm á, năm sinh 2004 là chính xác. Bé Hiền á, làm trước chị là đâu 2-3 tháng á, sau đó chị mới vào làm. Thì hai chị em làm khác dãy mái với nhau, do đó là chưa có quen nhau, mặc dù đã làm được mấy tháng ở đây rồi. Thì cái hôm đó tình cờ, cái duyên thôi, hai người cùng ra căng tin ăn trưa. Do là ra trễ á, nên hai chị em á, thấy là đông quá trời đông, không còn chỗ ngồi nữa. Thì chị thấy người ta ngồi mà cách xa một khoảng nhỏ, mình đâu có chui vô được đâu. Thế là chị bưng cái mâm cơm, chị đi ra ngoài cửa chỗ ghế đá ở ngoài sân nè, ở chỗ gốc cây, nó mát lắm. Lúc này vừa đi một đoạn cái thấy bé Hiền đứng mà lơ ngơ lóng ngóng đứng mình như nè. Thì bé nó xinh quá, đập mắt một cái là thấy nó rồi. Thì chị mới rủ em hái mình đi ra ngoài kia ngồi ăn. Chị hòa nhã lắm. Thì lúc này á, Hiền đồng ý. Sau đó là hai chị em đi ra chỗ ghế đá, vừa ngồi ăn vừa trò chuyện. Thì chị mới hỏi kiểu như là tên, rồi vào khi nào, rồi em từ đâu đến. Lúc này Hiền trả lời hết. Xong rồi chị nói nha, chị kết luận là Hiền á, thật sự rất rất đẹp. Mọi người nhìn vô một cái là bừng sáng con mắt liền luôn. Nét đẹp nó dịu dàng, nó nhẹ lắm. Kể cả giọng nói của Hiền cũng cực kỳ ngọt luôn. Nếu chị là con trai, lần đầu tiên tiếp xúc với Hiền thôi là chị đã đổ Hiền một cách đứ đừ rồi đó. Nhưng mà sau đó hỏi thì Hiền vẫn đang độc thân. Sau đó chị mới quan sát một khoảng thời gian đâu 1-2 tuần tiếp theo á, chị có nói chuyện xã giao với Hiền, lâu lâu ra căng tin cũng ngồi ăn chung. Thì Hiền là một người cực kỳ ít nói, không có tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh. Chỉ chơi với chị rồi một bạn nữ khác nữa cùng cái dãy mái Hiền làm, tên là Ngọc thôi. Thì chị Hiền cũng giới thiệu Ngọc cho chị luôn, là ba chị em thường đi ăn đi chơi chung với nhau, ngày nào cũng ra căng tin cùng với nhau hết. Và chị để ý là làm trong xưởng này có rất rất nhiều con trai, và những người con trai đó gặp gái cái là chọc ghẹo nè, rồi đùa giỡn cười cợt. Nhưng với Hiền á, mặc dù rất đẹp nha, nhưng những người đó thì tránh xa Hiền ra, không dám tiếp xúc. Giống như những người con trai đó nha, kiểu mà chị hỏi á, thì có một cái gì đó khiến cho những người con trai này á, sợ Hiền và lánh xa Hiền ra. Thì chị thấy là cũng bình thường, bé nó vừa đẹp, vừa xinh, vừa trầm tính, tốt bụng nữa chứ. Kiểu như bé hay cho đồ ăn lắm. Thì cái hôm đó là 2 tháng 9, chị mới rủ là Hiền với Ngọc á, đi quán cà phê thú cưng đi, dạo này cái quán này nó nổi lắm. Thì ba chị em á, hôm đó buổi sáng 9-10 giờ đó đi vô quán. Chị và Ngọc vào trước, Hiền nó vào sau. Thì chị và Ngọc vào á, trời ơi con mèo con chó nó quắn quýt nè, nó quẩy đuôi nè, nó sủa xong nó âu yếm nè, nó nịnh dữ lắm luôn á nha. Rồi Hiền vừa bước vô, trời, thường á con chó thì con Hiền con dữ, hoặc là con mèo cũng có con Hiền con dữ, kiểu cái tính nó khác nhau. Nhưng mà chung quy là nuôi trong cái quán này nó cũng sẽ quắn quýt khách mặc dù là người lạ. Đồng loạt luôn, con mèo á nó sù lông, con chó thì nó sủa. Khi mà Hiền bước vào, mấy con này nó sủa một lát xong nó lánh xa Hiền luôn. Nó sủa xong đã nha, rồi chủ la nó thì bắt đầu nó di về cái chỗ khác. Nó leo lên người chị và Ngọc thôi, còn Hiền muốn đụng nó thì không được. Hiền phải cười trong sự bất lực luôn á, mặc dù rất là muốn ôm, muốn nựng nó, nhưng mà không có con nào chịu Hiền hết. Nó tránh xa Hiền ra. Mỗi lần mà Hiền muốn đụng vô nó gừ, nó muốn cắn nó kìa. Thì ngồi một lát sau á, ba chị em nói chuyện đã cái có một bạn nam. Hồi đó bạn nam này cũng đẹp lắm mọi người, rất là đẹp.
mà chị nói nha, bạn Nam này đến xin số điện thoại của Hiền, rồi chị thấy là bạn Nam này ngồi nói chuyện với Hiền là một cặp đôi trai tài gái sắc thật sự luôn á. Thì sau đó nói một lát xong á, bạn trai này xin được cái info rồi, xin được cái thông tin liên lạc á, rồi đứng lên đi. Thì bạn trai đó cùng đám bạn á đi về, thì chưa kịp gì hết, vừa chia tay đến 5 phút sau là chị và Hiền Ngọc ngồi kế một cái cửa sổ mà gần cửa ra vào á, nghe một cái gầm, cái tiếng rõ to luôn, mới ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thấy là bạn nam đó bị xe tông rồi, nằm sải lai dưới đất. Thì chị Hiền và Ngọc chạy ra rồi tất bật đỡ bạn nam lên, rồi bạn của bạn nam cũng đỡ, rồi mọi người mới cùng nhau đưa bạn nam này vào bệnh viện. Thật sự là chị thấy nhà Hiền cũng có cái thiện cảm với bạn nam này. Thì đưa vào bệnh viện xong á, bác sĩ vào chuẩn đoán này kia là nó à bạn sơ sát ngoài da thôi, băng bó là có thể xuất viện được. Thì cái bạn nam đó bạn được bác sĩ cho xuất viện đúng không, thì lúc này là được đưa lên cái lầu 2 là mọi người. Bạn đó vừa bước xuống bậc thang, bước đâu được bậc thứ 6 thứ 7 à, bạn đó bắt đầu bị trượt trượt chân á, bạn đó té bước hụt, té lăn cù cù xuống đất xong á là nằm sải lai luôn. Bạn đó la lên, cảm nhận là bạn nó rất là đau, thì mọi người mới tất bật khiêng bạn đó đưa vô cái phòng hồi nãy á. Bác sĩ kêu là có chuyện gì, bác sĩ hỏi bác sĩ cũng bó tay luôn á. Thì khi mà coi hết cho bạn á thì nói là bạn nam này bị chấn thương rồi và bong gân, nằm ở lại theo dõi một khoảng thời gian. Thì lúc này mọi người á rồi cho bạn nằm ở đó rồi tạm biệt bạn ra về, tội ha, mới bị tai nạn xong quay ra bị tai nạn nữa, chưa hết nửa ngày nữa, hai cái tai nạn. Rồi nói là à khi nào có thời gian sẽ vào thăm bạn. Rồi mọi người đi về, ba chị em đi tới gần ra ngoài cổng bệnh viện, thấy một bà người mặc đồ thì nó cũ kỹ, nó hơi rách rưới. Thì bạn Hiền á thì bạn tốt tính, bạn thấy à tội quá, bạn có đi mua nước với bánh bao á, bạn cho bà lão. Thì bà lão á bà nói nhảm nhảm hơi, bà nhìn Hiền một cái bà kêu mày á, mày mà không gả cho thằng đó nó giết hết mấy thằng bên cạnh mày. Hiền ngơ người nha. Chị á thì biết về tâm linh rồi, chị nghe tới khúc này là chị hiểu cái vấn đề. Sau đó thì ba chị em về, thì tối đó chị về chị nằm nghĩ là à mình có không có nên không nói cho Hiền biết như là à những cái điều mình suy nghĩ và có khả năng là Hiền bị theo. Thì lúc này á đắn đo xong chị quyết định là à hẹn Hiền cuối tuần đi, rồi hẹn xong là cuối tuần hai chị em đi cà phê sáng sớm. Cái sáng hôm đó là Hiền với chị ngồi nói chuyện hơi, chị kể chị thuật lại câu chuyện về cái bà lão đó nói, rồi chị nói là những suy nghĩ của mình. Và chị nói là à có khả năng là em có người theo rồi đó, mà không phải là theo thường đâu, chị nghĩ là người ta cũng giữ và người ta muốn bắt em. Thì lúc này Hiền á sợ, Hiền mới nói nha, cái chuyện này thật sự nó bắt nguồn là cái chuyến đi chơi năm ngoái của em với gia đình và người của em bao giờ chia tay rồi. Đợt đó thì mọi người đi chơi biển á, đi chơi cũng chiều tối cũng tầm bảy mấy, vẫn đang tắm tắm xong rồi thì đi chơi, rồi từ cái chuyến đi chơi đó về xong á em và người yêu lục đục. Em thấy rất là kỳ nha, giống như là em là bị đợi tính vậy đó. Về em với người yêu á, cãi nhau mấy cái chuyện nhỏ nhỏ mà, ví dụ như là có cái tình trạng sức khỏe xíu thôi, thì em thương người yêu rất nhiều, do đó là em thường chịu đựng được. Nhưng mà đợt đó không chịu nổi nữa, cãi nhau hàng ngày, cái em là người nói ra lời chia tay luôn. Và từ cái đợt đi chơi đó còn có một cái chuyện là em thường xuyên mơ lắm, em sợ ngủ. Đầu tiên là em và người yêu trước đó đã còn quen nha, đã mơ thấy một người con trai da trắng cao ráo, và người đó thì hay ôm ấp em dẫn em đi chơi lắm. Sau chia tay là cái người trong giấc mơ á, là còn thể hiện mạnh bạo nữa, kiểu như là nắm tay và hành động y chang người yêu nhau luôn. Thì cái lúc này á, em nghĩ là do mình mới lớn và mình mơ thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Và đỉnh điểm luôn thì cái hôm đó em mơ, và cái giấc mơ này khiến em sợ, đó là người con trai đó cũng dẫn em đi chơi. Đi chơi xong dẫn em vô khách sạn, dẫn em vô khách sạn xong đóng cửa phòng lại, rồi xin em là quan hệ tình dục. Lúc này em không có chịu, tại em còn mới lớn mà, hình như em vẫn có ý thức. Xong cái người đó bắt đầu giận dữ lên và nạt nói rất là to tiếng với em á, là em còn yêu thằng đó đúng không, giết thằng đó thì em thuộc về tôi, thuộc về anh nè. Và cái người đó càng giận thì người càng biến dạng, và người trương sình lên, kiểu bị phình lên và da nứt nẻ, nhìn rất là đáng sợ. Cái em sợ hãi á, em tính chạy mà chạy không được, cái người đó nắm em và đè em xuống hiếp em luôn. Thì cái lúc này á em sợ quá, em giật mình tỉnh giấc. Thì cứ giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Cái lúc mà vô khách sạn rồi xong bị đè xuống như vậy á,
Em không có biết là mình bị cái gì nữa, cái em sợ quá em nói cho ba mẹ. Gia đình em theo đạo Thiên Chúa, không biết vì lý do gì em kể cho ba mẹ nghe xong bỏ qua. Em thì sợ ngủ, tại vì từ cái vụ đó đó là ngủ đa số sẽ thấy cái người con trai đó đứng trước mặt mình và có thể ở nhiều nơi khác nhau, nhưng cái ánh mắt nhìn đỏ ngầu, nhìn đáng sợ, hoặc là ánh mắt nhìn em muốn ăn tươi nước sống luôn vậy đó. Thì em mắc ngủ hoài khiến em hay mệt lắm. Và chị nghe xong thì chị xót cho các bạn nữ này, và chị nói là ngày mai chị và Ngọc xin nghỉ để dẫn em đi cắt duyên âm. Thì khi nói gì xong bạn này cứ thôi, không biết là bạn có hình dung ra những cái gì chị nói hay không, mà thực chất theo chị quan sát là khá là mơ hồ đó. Bạn này theo đạo Thiên Chúa cũng không quá tin về ma quỷ đâu, bạn này không thật sự thấy chàng trai đó. Thì hai chị em tạm biệt nhau về. Tối hôm đó chị đang ngủ, chị giật mình tỉnh giấc bởi cái tiếng điện thoại. Lúc chị cầm điện thoại lên á, chị nhìn ra là tầm 2:30 sáng thôi à. Hiền điện cho chị nha. Thì chị bật lên là điện call video, chị mới ra đằng trước cái chỗ khác, tại vì lúc này là có chồng con đang ngủ. Thì Hiền á, trời ơi, khóc mọi người, khóc. Thì lúc đó là call video ba người luôn, có Ngọc nữa. Hiền mới kể, mà lúc này bật sáng đèn rồi nha, là nãy ngủ á, thì thấy thấy là mơ mình đang đứng trước một cái cổng cưới, mà cổng nó đẹp lắm kìa, mặc trên người một cái áo dài màu đỏ và có đội kiểu như làm đám cưới thiệt luôn á, có cầm bông nữa. Thì sau đó là thấy bên người của mình á, bên phía này là một người con trai, và cái người này là cái người thường xuyên mơ, và người này á mặc cái vest màu đen, nhìn khôi ngô tuấn tú như những cái lần đầu gặp luôn. Và người này nói với Hiền là hôm nay á anh sẽ rước em về, hôm nay em sẽ làm vợ anh. Hiền thấy là có rất nhiều người đến tham gia nha. Thì chưa kịp cái gì á, bạn nghe cái tiếng xe, cái tiếng xe đang lăn bánh á, thì bạn tưởng á là xe rước dâu, xe hơi. Cái bạn quay về cái phía đó, bạn thấy xe tan. Trời đất ơi, cái khung cảnh lúc này á nó trở nên u ám á, nên đáng sợ luôn. Cái bạn bạn giục bông, bạn ôm đầu, bạn la hét, bạn sợ hãi, bạn vùng vẫy để thoát ra. Bạn biết bạn mơ, lúc này bạn mới giật mình tỉnh giấc. Bạn cầm cái điện thoại lên á, phòng bạn thì tối tui, à mở điện thoại lên là 2:15 sáng thôi. Bạn khóc túa lua xua chứ á, không dám khóc lớn sợ ba mẹ nghe, tại vì kể có tin đâu, mà giờ khóc thì ba mẹ cũng chắc cũng không quan tâm. Thì mới điện cho Ngọc và chị. Thì sau đó là ba chị em có video gì đó, thì chị nằm ở ngoài luôn, để gì cho đến sáng, thì mới 6 giờ sáng thôi, Ngọc đã lái xe chở Hiền qua gặp chị rồi. Sau đó ba chị em đi ăn sáng đến độ 7 giờ mấy á, ba chị em đến một cái nhà thờ nổi tiếng ở khu vực của mọi người sống. Thì khi vào á hay tin cha xứ đã đi công tác rồi, 3 đến 4 hôm sau mới về, mà vừa đi cách đây 2 hôm thôi. Thế xui khiến không hay là bị cái người đó điều khiển? Cái xong á thì mọi người thất vọng lắm, trong đó vẫn còn người vài người linh mục nha, nhưng mà những cái người này á họ biết là Hiền gặp vấn đề khi mà nghe mọi người kể, nhưng mà họ không giúp được tại vì năng lực chưa tới. Họ chỉ đưa ra một số cái giống như là phòng tà để cho Hiền không bị tác động thôi. Cái mọi người bất lực ra về, cái lái xe một đoạn đâu 200 mét á, chị gặp được vài người quen của chị, cái chị dừng xe lại, chị chào hỏi nói chị một hơi á, thì người ta nói rằng làm gì nãy thấy ba đứa vô nhà thờ vậy. Thì chị mới nói kể lại câu chuyện của Hiền á. Cái chị này nè kêu á, à biết một cái đền cách đây hơn 10 cây mà cái đường nó hơi khó đi nha, thì có một cái ông gọi là ông Từ, kiểu như quản cái đền đó đó, ông nói chị được những cái vấn đề tâm linh kiểu như duyên âm này kia. Thì có vài người giới thiệu người ta đã cắt được rồi, thử lên đó đi. Thì người ta chỉ đường xong á, ba người bắt đầu đi. Mọi người tin không, có 10 cây thôi à, đáng lẽ chạy nhanh nhất nha, đường láng đâu mười mấy 20 phút là tới rồi, mà đâu tầm 2 tiếng mới tới được nơi, tại vì á cái đền này nằm ở trên núi á, và cái đường cực 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 kỳ khó đi luôn, chỗ lầy rồi chỗ nó bị đường ổ gà nữa. Khi lên tới rồi nha, đứng trước cái đền đó thì giữa trưa, Hiền không chịu vào mọi người, tự nhiên Hiền đổi tính. Rồi chị á và Ngọc á bắt đầu xách tay của Hiền vào, thì Hiền dùng dằng la hét nha và không chịu vào. Chị nói rằng á, cái tông giọng này và cái nết này á là chắc chắn không phải là Hiền đâu, giống đàn ông hơn. Thì khi mà la hét như vậy á trước cái đền nè, may là xung quanh không có người, đâu đó chị thấy là ở trên đền á có một cái ông bước ra, mà ông này là tầm độ
sáu mấy 70 tuổi, mặc đồ cũng bình thường thôi. Thì ông bước ra xong á, ông mới nhìn Hiền. Thì lúc này chị nhìn lên ông, cái chị nhìn lại Hiền, chị thấy trời đất ơi, Hiền nó ngã xuống đất rồi nó lùi 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 lại, cái quần kiểu như nó lết lùi ra xa, sau đó nó nép sau người bé Ngọc. Thì ông này á, chính xác là ông Từ, cái ông mà thường xuyên giúp người khác á. Thật sự hồi nãy mà chị nghe cái người bạn chị giới thiệu nha, rằng ông Từ á, chị giúp mà kiểu hữu duyên thôi, và ông đó may có ở đời hay không nữa, mà may mắn là mình đến là gặp ông luôn. Khi mà ông ra thì ông nhìn Hiền, cái ông nói rằng á, cái vong này nè theo Hiền lâu lắm rồi, đã hút hết sinh khí, và mọi người có thể hình dung là có thể thay đổi được cái tính nết, cái khí của Hiền luôn. Thì bây giờ nếu mà không chuột ra sớm là hại luôn gia đình của Hiền, tại vì thành quỷ. Thì ông đến gần hơn thì cái vong bé Hiền á, nó rụt rụt đằng sau bé Ngọc, xong rồi á nó co người lại. Ông rút ra trong người ông một cái khăn màu đỏ, ông chùm lên đầu của bé Hiền. Ông kêu là Ngọc và chị á khiêng Hiền vô. Sau khi mà khiêng cái dìu Hiền vô được trong đền rồi, cho Hiền ngồi đó, cái ông rút cái khăn ra, ông hỏi rằng á là cái vong này nè bao nhiêu tuổi, chết khi nào, chết ở đâu, và tại sao theo Hiền. Không chịu trả lời nha, ông hỏi là 2-3 lần không chịu trả lời. Xong ông nói một câu như này: nếu mà không tự động khai thì ông sẽ trục, thì ông trục ra là sẽ không có đầu thai được đâu. Ông rút ra một cây kiếm được thêu bằng những cái sợi dây thần màu đỏ, thì ông quất, mà ông quất nhẹ cho người Hiền thôi, mà Hiền gào thét đau đớn vô cùng luôn, thì mới khai ra à chết đuối. Mà chết rất lâu rồi nha mọi người, 20 năm về trước. Mọi người hình dung đi, hồi xưa chết ở độ 18, 19 tuổi, mà giờ 20 năm là cũng ba mấy, gần 40 tuổi rồi đó. Thì nó là thấy Hiền đi chơi với gia đình, đi ra ngoài biển á mà đẹp quá, Hiền đẹp quá, muốn Hiền làm vợ, cũng mê gái đó. Sau đó thì á, ông kêu là bây giờ đầu thai, bây giờ muốn đầu thai thì xuất ra và thai cho Hiền, không thì ông sẽ đánh cho đến mức mà bị trục rồi xong á, không đầu thai, rồi bị tan ra luôn. Thì sau đó là chịu nha. Thì ông á, giúp Hiền là làm lễ cắt duyên, rồi cũng cho cái vong đó trú nhờ trong đền, rồi ông rèn ông luyện để cho chuyển kiếp sớm. Sau khi làm lễ xong, mẹ Hiền được nằm nghỉ ngơi. Đến độ chiều 5-6 giờ á, thì mấy chị em á, gom tiền lại đưa cho ông Từ. Thì ông Từ không chịu nhận, ông Từ nói là muốn giúp người thôi. Thì mấy chị em cũng cảm ơn, và mấy chị em đi về. Mấy chị em tự nói với nhau là à lâu lâu sẽ lên đây thăm ông và mua trái cây cho ông. Thì khi mà về xong là Hiền hết luôn. Và cuộc sống của Hiền á, tới bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi. 2 tháng 9 là 2 tháng 9 mấy năm trước nha, chuyện này xảy ra mấy năm trước rồi chứ không phải gần đây đâu. Thì bạn Hiền đã có bạn trai, và cái người yêu đến hiện tại của Hiền luôn là cái người mà xin info của Hiền hồi xưa trong quán cà phê á. Cái người này rất là thương Hiền nha, chiều Hiền lắm. Như làm ở, giống như làm ở công ty đi, thì lâu lâu sẽ đưa rước và mua đồ ăn thức uống cho bạn Hiền. Thì thật sự là bạn Hiền xứng đáng đúng không? Vừa xinh rồi vừa đẹp nết nữa, tốt bụng nữa chứ. Câu chuyện tiếp theo này của một bạn tên là Trâm Thùy gửi về cho mình. Thì bạn xin lời khuyên, mình không cho lời khuyên được. Mình sẽ để cái link những cách phòng tà dưới phần mô tả cho các bạn nhấp vào xem, coi mình có thực hiện được hay không. Mong là sẽ giúp được các bạn. Tới thời điểm hiện tại là mình không cho lời khuyên nữa. Thì bạn nói rằng á, từ nhỏ đến lớn bạn thoát chết rất nhiều lần, nhưng bạn nhớ 3 lần nha. Thì bạn cứ nghĩ là được người thân đã mất phù hộ, tại vì mỗi lần mà thoát nạn thì những người lớn xung quanh bạn bảo ông bà độ, ông bà phù hộ, ông bà đỡ cho. Bạn nhớ 3 lần, cái lần đầu tiên nhớ nhất là lúc đó là 4-5 tuổi, nhà người thân bạn gần gần không à, mà nhà ngay cái lộ lớn. Thì nhà bạn bên đây, đợt đó bạn qua nhà bác bạn bên đối diện á, mà nhà bác bạn á thì có con nít kiểu như chạc tuổi bạn nè, mấy anh chị họ. Lúc đó là tầm chiều, cái bạn đứng bên đây, bạn thấy là bác ở trong nhà vẫy tay quắc quắc vậy nè, thì bạn là con nít mà không để ý xe, bạn mới lao thẳng qua nhà bển luôn. Thì lúc này á, có một người chạy xe tới, và bạn nghe người ta la quá trời, các bạn nghe các bạn sững lại vậy nè. Thì cái chú chạy xe tới, chú dừng, giống như bạn đứng ở đây thì chú dừng đây nè, thật sự nha, kiểu y bóc luôn á. Thì sau đó là những người xung quanh á, người ta mới đi ai dắt bạn vô, và người thân của bạn cũng vô đưa bạn lại nhà bác á. Thì cái người nãy bạn thấy đứng trước nhà quắt bạn á, bây giờ mới từ từ đằng sau nhà đi ra hỏi chuyện gì vậy. Cái người nãy bạn thấy là ai đúng không? Một lần. Lần thứ hai thì cái hôm đó là nhà bạn là nhà lầu, lúc đó là bạn ở trên lầu á, bạn đi xuống mà vừa bước đứng ở trước cái bậc chuẩn bị bước xuống thôi á,
cảm giác giống như ai đẩy bạn đó thì bạn té, bạn lăn cù 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 xong á thì bạn cảm giác nghe tự nhiên á mình lăn đến giữa cầu thang, cái mình lăn chậm lại, sau đó ba mẹ bạn chạy ra đỡ bạn kịp. Lần thứ ba bạn lớn rồi, bạn ý thức được rồi nè, thì hôm đó mẹ đi họp phụ huynh cho bạn, cái bạn xin đi theo thì bạn đòi đi xe riêng. Lúc đó là mẹ chạy trước bạn chạy sau, cái lúc mẹ qua đường vào trường rồi nha, lúc này bạn đứng bên đường mẹ chuẩn bị qua thì lúc này bạn thực sự là không thấy xe. Cái bạn mới bắt đầu á ùn ga chạy qua thì một cô chạy với tốc độ cũng khá là nhanh á, cổ không thấy bạn luôn, cái xong cổ chạy đến cổ sắn bạn vậy nè, thì đáng lẽ bị sắn là bạn sẽ văng hoặc sẽ ngã đúng không, không bạn đứng mà xe bạn nghiêng vậy nè, còn cổ á thì cổ té xong rồi cổ văng cổ ngã cổ lăn ra đường luôn. Mọi người mới chạy ra đỡ thì bạn không bị sao hết, bạn chỉ bị sơ sát nhẹ phần chân, còn cổ mới là người bị nặng. Thật ra mẹ còn kể cho bạn những lần thoát chết hồi nhỏ nữa. Thì gần đây bạn có đi xem bói bài tarot của một chị này kêu bạn lật bài ra thì bạn lật, cái chị đó nói là nhà em gần sông gần suối gần nước đúng không, thì bạn nói dạ. Chị đó nói rằng à em bị theo đó nha, một vong mà chết sông chết nước, và họ nhìn thấy em họ theo thôi chứ không có ý gì, không biết là ý tốt hay ý xấu chị không có coi ra được. Thì lúc này bạn nghe xong bạn cũng sợ, cái bạn có đem chuyện này bạn kể cho mẹ cho ba nghe mà kiểu kể qua loa nên có thể là họ không có chú ý, thì bạn nói là bạn lâu lâu vẫn bị đè. Rồi thêm một điều nữa là cái lần đó bạn mơ nha, bạn đang đi trên một chiếc xe ô tô vào cái đường nhà bạn, thì càng vào là đường nhà bạn nó càng nhỏ, khi mà chạy đến nhà bạn rồi á cái đường bạn thấy rất là nhỏ nhưng mà xe vẫn qua được, thì bạn thấy có một người đàn ông lão đúng không, ông lão ngồi ở trước nhà bạn, thì bạn nhìn cái người này bạn không có sợ mà cảm giác quen. Sau đó vài hôm sau bạn lại mơ là bạn đang có thai và bạn sờ vô cái bụng của bạn á, cái thai nó to và bạn cảm giác y chang cái thai thiệt luôn, và kế bên bạn là có một người con trai nữa. Sau đó là một giấc mơ á, là bạn thấy là bạn khóc và bạn bị sảy thai, và cái người con trai ngồi kế bên bạn nắm bàn tay rất là chặt và cảm giác giận dữ lắm kìa, giống như là tại sao em lại để sảy thai rồi tại sao làm đẻ mất con vậy đó. Bạn nói á, thì bạn đang thắc mắc có phải là mình bị duyên âm hay không, thì cái câu chuyện này á những lần mình thoát chết thoát nạn là do ông bà tổ tiên độ bạn á, chắc chắn một điều, còn cái người mà hại bạn là cái vong đó đó, chứ không như bạn nghĩ là cái vong đó là người đỡ nạn cho bạn đâu. Thì theo mọi người nghe câu chuyện này, mọi người có suy nghĩ như thế nào? Hãy bình luận phía dưới suy nghĩ của mọi người nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video. Hẹn gặp mọi người vào tập ngày mai. Bye bye!